quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cùng chung tay tạo dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh trên khắp thế giới bằng cách nhấn nút like, share khi thấy video hữu ích nhé bạn thân mến. Xin chân thành cảm ơn. Nếu bạn thường xuyên bị tê tay, hãy cẩn thận, chớ nên coi thường. Tay tê là một trong những bệnh thường gặp, đặc biệt là người trung và cao tuổi. Nếu thường xuyên bị choáng đầu, tứ chi tê, đồng thời bị cao huyết áp, mỡ máu, xơ cứng mạch máu não thì càng nên cẩn trọng. Nguyên nhân thông thường dẫn tới tê tay bao gồm: 1. Trúng độc mãn tính từ rượu. Với người hay uống rượu, nếu bị tê tay, cần chú ý có thể đã bị trúng độc mãn tính của rượu. Bị trúng độc mãn tính do rượu, nếu không kịp thời can thiệp, rất có thể dẫn đến suy giảm hệ thống cơ quan trong cơ thể, thậm chí tổn hại nghiêm trọng, không thể chữa được. Ví dụ như viêm loét dạ dày, đường tiêu hóa, viêm cơ tim, gan nhiễm mỡ, xơ gan, ảnh hưởng hệ thống thần kinh hoặc teo não. Gai cột sống. Triệu chứng gai cột sống có rất nhiều dạng, một trong số đó là tê tay. Tuổi tác càng cao, cột sống cũng dần thoái hóa hoặc thoái hóa khớp. Khi bị tác động gần rễ thần kinh sẽ dẫn đến gai cột sống. Ngoài tê tay còn có thể đau nửa đầu, ù tai, nôn mửa. Trúng gió. Một bệnh thường gặp đó là trúng gió. Tuy tê tay bình thường không phải lúc nào cũng bị trúng gió, nhưng đối với người trên 40 tuổi, nếu thường xuyên đau đầu, chóng mặt, phù nề, tê lưỡi, người bệnh còn bị cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, xơ cứng động mạch thì càng nên chú ý. Hội chứng cổ ống tay. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa tê, đau nhưng sau khi hoạt động thì đỡ, hoặc nghiêm trọng hơn là teo cơ bắp tay. Nếu bị như vậy có nghĩa là thần kinh thường xuyên chịu áp lực và gây ra hội chứng cổ ống tay. Hội chứng mãn kinh. Phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh cũng hay bị tê tay, nhưng không rõ ràng. Sau nhiều năm, hiện tượng tê tay có thể tự biến mất. Tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tê tay và cần phải tham khảo, siêu âm kiểm tra mới có thể kết luận chính xác. Chúng ta tuyệt đối không nên chủ quan nếu tình trạng tê tay kéo dài, nên thăm khám sớm để tránh những hậu quả đáng tiếc. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.